Hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của họ xin phép. Hình như mình làm hai vít xong rồi mình quên không post rồi sao nhỉ? Chết rồi. Chết rồi nhưng mình... Không, chắc không có đâu. Probably not. Mình làm vít chưa nhỉ? Chết rồi, mình... Nhưng mình vứt hai vít là thỏ giáp rồi sao ấy? Thôi kệ em ơi. Tí mình phải check lại phát. Mỗi này hai này. Bán đi anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em sau chữ thua nhé. Đi check lại xem có sai vít nào. A few moments later. Hello em, đây mình sau chữ thua. Và mình vừa nhận ra mình vứt xừ hai clip vào thùng rác mất rồi anh em ơi. Lẽ ra mình có hai clip khác nữa. Xong rồi mình định để đấy ra rồi mình edit ý. Edit video ấy. Từ mua đồ phát. Mình định để đấy rồi mình edit video ấy xong rồi xong mình quên mất, xong rồi mình cứ tưởng là mình edit rồi, mình xóa mất xử viết đấy rồi anh em. Đúng không? Không thấy đâu, đúng rồi. Không thấy đâu nữa rồi. Buồn quá. Ây da. Chán thế nhỉ. Xóa quên mất. Tại nãy, nãy mình định quên, mình định... Mình... Ờ nhỉ, em phải check trước nhé. Buồn quá. Luôn đi. Trời ơi cái... Hết cả tâm trạng thi đấu anh em ơi. Hết cả tâm trạng chơi rồi. Mình quên nhỉ. Cái thế nhở, chả hiểu sao quên ạ. Quên edit ạ, xong rồi vẫn xử hai clip yêu. Buồn ghê, buồn ghê ha. Rank cần tốt quá. Ok. Ê mấy con này, con Moren khi bảo bị lỗi nhá, kiểu target ở xa quá nó không muốn ti được. Chả hiểu sao, xong rồi nó không đánh thường luôn. Mà con Moren ghét thật. Đần độn. Có thương phải không? Rồi đánh Ngọc Đại nhá. Thôi làm trận rồng giết rồng rắn gì vậy anh em ơi. Cay thế nhở, mình vẫn cay cái quả mình mất clip. Quá là buồn luôn. Quá là buồn luôn. Chạy sao để mất clip được nhỉ? Ôi, quên không edit. A dream is a wish a heart make. When you fall asleep. A dream is a wish a heart breaks. Whatever your dream may come true. Dreams you will wish your heart aches. Whenever is your heartbreak, na 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 na, and dream is a renew. Nó chui hết sang bên này đi anh em. Chưa trách thương gì đâu.
Đang bận buồn anh em ơi, buồn quá. Grand Ulti đau thế nhỉ? Con Van Heal thi thoảng nó cũng bị lỗi chiêu cơ anh em ơi. Đây thì mình cho anh em xem này. Bán thần đường Laurentino. Ta sau nhá, ta sau mình bỏ con này ra nhá. Đây này, con Van Heal nhá. Phi tiêu xanh của nó sẽ là gây sát thương phép và giảm 20 năng lượng của địch. Mà anh em thấy quả đấy đấy, con Floor đấy nó có bị trừ mana quái gì đâu. Mà quả đấy phi tiêu xanh mà. Quả đấy mình nhìn rõ luôn. Thì con Van Heal nó bị lỗi kiểu thế, chả biết kiểu gì, chả biết sửa kiểu gì. Khoa học sẽ bán đi rồi anh em ơi. Có cầm máu thế là cũng uy tín rồi. Đến giờ của con còn tiếp theo, con heo này. Ủa. Heo. Tu Blend cầm này, Floor cầm cái kia. Ở thì thoảng game cứ bị lỗi vậy à, cũng chả biết nói thế nào, nó cũng chả sửa được. Nên là đành chịu thôi anh em. Đành phải chịu thôi. Chúng tôi đành chịu thôi. Sổi ơi. Không cố ý nhưng mà rất cố tình. Hay đánh bán thần nhỉ? Thẩm trận bán thần nhỉ? Hai đồ này rồi. Riêng cái đồ này thì phải đánh bán thần này. Đánh chất thủ cũng ngon bằng. Thương bắt đâu? Ồ, hôm nay có thương à? Ôi giỏi ơi. Hôm nay có thương à? Thương thế. Thương thế. Thương quá. Ôi, ơi, con này. À không, con này thủ vệ cũng được. Không. Ôi ơi, bà già ai không? Mình sợ quá. Bây giờ mình đã không bỏ bán thần đi được, để bỏ bán thần đi mình đang bị lẻ. Ba nguyên tố, ba hắc ám. Nó không vào form lắm. Chưa vào form lắm. Xin truy hồn nữa xong luôn này. Ê. Ê, what the hell? Thêm đi. Ok. Bán thần này đi tạm xuống nhé. Cần dòng này sẽ cầm này luôn. Thay đổi cho voi. Floor thì sắp bỏ được rồi em ơi, mình bỏ floor lắm. Không lên floor 2 đâu. Sắp bỏ floor bây giờ. Come true. No matter how it is, your heartbreak. Sao con AD không câm lặng? À, câm lặng rồi. Cái thế nhờ vẫn mất hai click, bực thật đấy. Mới định làm hai clip đấy để mình thừa clip ra ấy. Thử clip ra xong rồi tuần sau mình đi du lịch ấy thì mình không làm được clip ấy, nên là mình thường sẵn clip ra ấy. Xong rồi chả hiểu sao quên ạ, chả hiểu sao quên không à, buồn chả hiểu sao quên không 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 dùng clip, không edit clip này.
hai vít đấy xóa đi rồi, phải xóa đi. Hay mình recover lại được trên máy quay này không nhỉ? Kiểu mình mới xóa. Ba. Ra hút phát là ok này. Sắp khỏe rồi anh em ơi, sắp đến cái giai đoạn mà mình siêu khỏe rồi. No matter how it is, your heart breaks, you can find me dreaming. Đánh xong mình bỏ floor nhé. Đồ này rồi, đánh nguyên tố cũng được ta, đánh hắc ám nguyên tố kẹp với cả gì đó cũng được ta. Tại đồ này là con rồng cũng ulti được, con đã cót cũng ulti được rồi. Không có y, không có chi hồn thì mình sẽ không đánh bán thần nhé. Không chi hồn thì mình cho bán thần vào cũng không để làm gì à, không cần thiết. Làm teo này mà nhà đạn sáng mai hết hết chủ lực rồi anh em ơi. 6 con thú này làm gì được đâu. Còn đam, còn đam làm gì hết. Con Phoenix, mọi trừ Phoenix ra, con Phoenix có thể gây được một tí đam ấy. Gây nhiều đam thế đấy. Ừ, có cố gắng. Mua luôn giờ hơi sớm không? Không muốn cho bán thần vào lắm nhỉ, bởi vì nhiều mana quá. Một hai ba bốn năm sáu bảy cũng được, mua lại được anh em ơi. Mình vẫn chưa định chơi bán thần, chơi chi hồn. Giờ gắng tìm Nakot thôi, Nakot là quan trọng nhất của với mình lúc này. The most important, the important person right now. Teo. Chưa ra na anh em ơi, chưa ra con na có. Thôi để thế này tiếp nhé, tiếp tục để thế này nhé. Má bảo sao không ra con Nakoth nào ạ. Thôi lên 9 thôi anh em ơi, kệ kệ các bạn ấy đi. Đấy, không cho mình, không cho mình tướng mà chơi thì mình không chơi nữa. Mình không thèm roll nữa. Đi tìm con khác anh em ơi. Nhà còn đầy việc. Tìm gì con Nakoth nữa. Còn ba con Nakoth là sao tìm được anh em. Chơi game hên xui mới tìm được. Mà không có Nakoth thiếu đam quá nhỉ. Nhà cung này đánh khỏe quá này. Ấy, anh phải đi tìm Nakoth thật à. Nakoth làm sao tìm được nhỉ? Anh em phải làm nào bây giờ? What should này vào cũng được này. Cái gì lên một tướng nó đi. Azenka này ra đây đi. Này Omen ra đây đi. Mình sẽ cho con Azenka này bay xuống đi. Azenka 1 thôi. Void ulti luôn, ok. Xong cho Malok này vào cầm đồ à. Giờ nhà đồ đẹp thế này mà các bạn ấy lấy hết na rồi, chả hiểu lấy lúc nào luôn. Rồi cũng đẹp mà chưa truy hồn, thêm truy hồn nữa mới đẹp. Đá anh em ơi.
chịu đến mức này nữa rồi anh em ơi. Hay tìm nốt đi. Không cần. Tạm đi. Cần mình bán Zeal đi nhá. Thêm thì đem Omen hay là cho Omen cầm đồ. Thương bên này à? Con Omen có cùng chiến chém không đau. Back to you, street, I give you all of me. Mua sau anh em ơi. Mua bán sau này dòng hai đồ đi. Mỗi bạn cầm thương bên kia thôi đúng không? Đấy mình không check đấy. Quên check. Quên không check. Dòng thôi đẹp. Lily. Ây rồi, các bạn ấy bắt đầu bỏ cuộc rồi. À, chưa bỏ cuộc em ơi, nhưng mà mình lại có con nắp này, không hiểu tại sao mình có được. Mày quá, trời ơi, cứ tưởng nó không bao giờ đến thì nó đã đến. Anh ta đến rồi. Có chiếc hồn để mình chơi bán thần nhé. Không thì thôi. Hay giờ này tôi chơi nguyên tố kẹp thêm rồi kẹp các thứ nhỉ. Chắc này khá là tín. Rồng. Thời đến. Thời nó đến rồi. Lên cầm bài này. Thương. Lên bài. Ca rồng. Để này cho Nacot chắc chắn chui được nhé. Góc này chui Nacot cũng khá đẹp này. Back to you, I give you all of me. Rồi. Mình cầm tận hai đồ với em. Rồi. Lights is victory means truth. Còn chơi bán thần nhỉ, hay chơi ấy nhỉ. Nacot pha này vẫn không chui được này, mệnh bị hai thương quả đai cay quá. Hai thương của chúng tôi nữa. Ilu cộng Yon à? Bài mới nhỉ? Ác phạt. Ilu cộng thợ săn quỷ cộng thánh đồ cộng cung. Mới ghê đấy, mới cứng luôn ấy, chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Don't worry.
chưa nhìn thấy bao giờ trong đời luôn anh em ơi. Mà đội hình dị thật. Bắt phạt. Thương cầm bắt đáy bên kia, thương bắt đáy bên này. Này đi. Sẽ có một vài trường hợp mà nó con Narcot mình không bay được nhưng mà cũng không sao cả nhé. Chấp đi, dầu mình quan trọng hơn. Nó có đánh ghê thế. Kêu công ty ghê thế. Có mình thì nó có một hiền hòa không mà. Bây giờ mình thêm bạn nữa, mình thấy chắc thêm bạn Lily nhỉ. Chưa thấy triển vọng thêm bạn gì lắm. Bạn Liliana thôi. Không vội anh em ơi, 25 máu không vội đâu. Mình vừa gặp một bạn nào ấy nhỉ. Quy đúng không? Thương đáy bên này, thương đáy bên kia. Không có gì đâu. Không sợ đâu, chắc không sợ đâu. Thương đáy bên kia. Back to you, street, I give you all I need. À, Azeka này gánh đấy. Thôi. Ui. Đen thật. Chưa ai thua. Ok, mình gặp bạn là Mr. X này đúng không? Gặp bạn này nữa này. Thêm một slot tướng nhỉ. Cái ấy là đáy bên này rồi, hắc phà đáy bên kia, mình sẽ đánh cho con rồng bên này. Là có chụp vào giữa, Lily đứng đây. Nên cả hại một lần. Trận khả năng cao mình đánh nguyên tố. Thêm con thê nữa thì càng tốt. Bây giờ chắc lấy thêm sách thánh rồi là đã cũng quý giá lắm rồi. Gì cũng cần đến hai thôi. Tiền thôi. Bên hai được không? Đi đi không cần. Hai ba. I'll let my fist do the talk. I'll let my fist do the talk. Thêm một thủ không nhỉ? Thêm truy hồn nữa. Hai giáp hồng mật mà anh em. Thêm hai không được.
chuyện này thật ra mình cũng may ấy. May mình kiếm được con Nakoth đấy, không không có con Nakoth đấy là mình cũng đi đời. Con Nakoth đấy mình đi lâu rồi. Đi vội. Thế bước không gian thề rồi anh em ơi. Này một thứ bắt đáy giữa mà mình để rồng giữa yên tâm này. The door to another dimension opens now. All life inside of no play no game. The door to another dimension. The door to another dimension opens now. Khỏe phết nhỉ, ngày hơi dở rồi. Đúng qua cái phone cắt sang bên góc bên kia ấy quá. Được, chí mạng đấy. Được, một cắt chí mạng đấy. Mình cũng định hơi để con phone cắt sang bên đấy rồi để mình cản lấy con phone cắt nó cản nó thêm ấy. Chí mạng quá. Solo thủ. Ai, quá buồn. Hack được lão từng địch. Rút kinh nghiệm rồi. So với hack lão của người hack não rồi. Nếu vậy thôi, biết mình đến đây kết thúc rồi. Anh thích clip trên này, like, subscribe và comment dưới những góp ý bạn thì giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.